Hello, xin chào các bạn, mình là Đạt đây. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lấy kính BFC Gold Opera trong The Fashion Award 2021. Để lấy vật phẩm này, các bạn chỉ cần hoàn thành tất cả 5 nhiệm vụ này là có thể lấy được vật phẩm. Bây giờ các bạn hãy đi và làm theo mình để lấy vật phẩm nha. Và đó là toàn bộ nội dung trong video. Cảm ơn các bạn đã xem video này, và nếu các bạn thấy video này giúp ích cho các bạn, hãy like, share và subscribe cho kênh của mình để đón chờ những video kế tiếp nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye.